Nghị sĩ Ý bắt đầu đi bầu tổng thống. Tin từ Rome, Quốc hội Ý đã bắt đầu bầu tổng thống với cựu chủ tịch thượng viện Franco Marini là ứng cử viên chính. Cuộc bầu cử có thể tạo thêm chia rẽ trong liên minh trung tả do ông Pierluigi Bersani lãnh đạo. Nhiệm kỳ của đương kim tổng thống Giorgio Napolitano sẽ chấm dứt vào ngày 15 tháng 5. Ông Marini là một nhân vật tên tuổi của Công giáo Ý, từng lãnh đạo nghiệp đoàn CISL đã được lựa chọn sau khi ông Bersani tìm được một sự đồng thuận với cựu thủ tướng Silvio Berlusconi, lãnh đạo Liên minh Trung hậu và nhóm Trung dung do quyền thủ tướng Mario Monti lãnh đạo. Dân biểu Matteo Colaninno của Đảng Dân chủ khi tới Quốc hội nói rằng sẽ có tranh luận mặt đối mặt rất căng thẳng và ông ta sẽ bỏ phiếu cho Marini. Tuy nhiên, thì việc ông Bersani quyết định đề cử một người bị thất cử trong cuộc bầu cử vừa qua đã tạo sự tức giận cho nhiều người trong đảng của ông ta. Nhiều người lại nghi ngờ sự thương lượng với ông Berlusconi. Dân biểu Giuseppe Civati của Đảng Dân chủ tuyên bố ông ta sẽ không bỏ phiếu cho Marini. Dân biểu nghị sĩ Hai viện Quốc hội và 58 đại diện vùng bắt đầu bỏ phiếu trong sáng nay, nhưng cho tới cuối tuần này cũng không hy vọng sẽ có kết quả nếu ông Marini không nhận đủ sự ủng hộ. Dân biểu Renata Poverini của Đảng Nhân dân Tự do nói rằng chính trị là hòa giải và bà ta tin tưởng đã có sự đồng ý với ứng cử viên tốt như là ông Franco Marini. Đây là một yếu tố quan trọng. Hôm nay bà được bỏ phiếu bầu tổng thống lần đầu tiên và nếu ông Marini đắc cử thì đây là lần đầu tiên Ý có vị tổng thống có lý lịch nghiệp đoàn. Phong trào năm sau do ông Beppe Grillo lãnh đạo tiếp tục chống lại các đảng chính trị chính. Đồng ý để đề cử ông Marini đang được coi là dấu hiệu hai ông Bersani và Berlusconi có thể ngồi lại thành lập chính phủ, tránh tổ chức bầu cử lại. Vòng bỏ phiếu đầu tiên trong sáng nay, ông Marini đã nhận được 520 phiếu, còn cách xa con số đòi hỏi là 672 phiếu, hay là 2/3 của 1.007 dân biểu, nghị sĩ và đại diện của các vùng đang bỏ phiếu. Ứng cử viên Rodotà nhận khoảng 240 phiếu, phải qua 3 vòng bỏ phiếu và ông Marini phải nhận được 2/3 số phiếu mới được đắc cử.